Đâu chứ đâu, rượt về hướng về đây này cho mẹ tôi có quả mũi chính nhất thế giới. Wow. Đánh rồi. Tôi bắt ra. Đấy hướng đi chưa? Đây hình chứng này. Wow. Anh vừa bỏ đây. Wow, đây này, bẻ bên đối này. Ôi, đây này đây này các bạn. Ôi mẹ ơi. Đối bên đó. Wow. Thôi tôi đổi ngoài ra. Wow. Ôi. To lắm con này, to. Đứng lại, đứng lại, đứng lại anh em ạ. To khổng lồ luôn anh em ạ. Đứng lại không? Đến à, cây ông em ạ. Đây đây. Về đây, về đây. Anh em ơi. Đây. Ui. Đây đây. Vừa đi đây. Ui, cái cổ nó này. Cái cổ nó ông ơi. Cái cổ nó to rồi. Ui. Ông yên tâm, cứ đó, cứ đó. Cứ đó, cứ cứ đó. Đấy, đấy, nó bò. Ui. Này, vết nó bò này. Này, vết này quay to lắm. Này, vết như này, vết này. Đấy nó bò bò này, bò này rồi. Đấy bò này. Đúng rồi. Ui ui này. Ui ui. Này này, bò tinh vẹt ra. Đám này như buồn qua đám này rồi. Đây đây. Tôi ngửi lại nào. Đánh năm, đánh năm, vừa bỏ qua đây, vừa qua đây. Vừa qua đây. Đây này, ông nhìn thấy chưa? Quả nó dẹp xuống này, nhìn thấy chưa? Ôi, đấy, 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 đấy. Ui, đây, đánh luôn. Đúng rồi. Có mùi đây không? Đúng có mùi đây không? Thế nào, xem. Không, ông rộng rộng nào, mẹ ông hồi năm. Rồi, anh em mình đuôi lại, để cho ông này ông đánh thôi. Ông này mũi thính hơn mũi chó bét dê. Bét dê của tôi cũ luôn. Ngoài ba. Wow. Mà đây rồi. Vẫn đặt mùi lắm, đặt mùi lắm. Ôi trời ơi, quay đây. Ui mẹ ơi. Ôi trời ơi. Đây rồi, đúng qua đây rồi. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Ui. Chưa? Ôi trời ơi. Ôi, nó bị trang lên đây thôi. Ui cha mẹ ơi. Dã man luôn. Oh my god. Ui ui. Đánh hơi đúng một lô luôn anh em ơi. Ui, đặt cấp một đánh hơi chất lượng luôn đấy. Wow. Ui, dàn thọt thật. Anh em ơi, bén hết ra, bén hết ra. Wow, con này 500 bao. Oh my god, tối thế. Con gì vậy? Tổ quá anh em ơi. Woo. Con gì vậy? Ui, luôn. Thế đá đâu ơi? Sao đây này, con này coi. Con này dân, dân thì to rồi. Dân thì to rồi. Ui, to lắm. Oh my god, con này bắt kiểu gì đây mấy ông chuyên gia? Con này thì tôi không biết bắt kiểu gì. Hình như nó ăn bắn treo của tôi rồi, nó cuốn treo của tôi là tha đi đâu rồi. Nó vừa ăn xẹo ông, đây là xẹo ông chắc là nằm đoạn này. Bây giờ mổ bụng ra lấy xe xe của tôi hàng trăm triệu đấy. Ông nó nằm đây, nằm đây. Chắc cái xe của các ông chắc nó tha đâu ấy. Đấy chắc nó nằm đây rồi, chú này to này, chú này to này, chú này to này. Thế là nó ăn vào bụng à? Nuốt rồi. Con này cuộn nó đẻ rồi. Không phải cuộn nó đẻ đâu, nó ăn tiêu hóa cái xe của ông. Oh my god. Bây giờ làm sao đây anh em ơi? Bây giờ bắt kiểu gì? Ông béo này chuyên gia bắt thì đấy thì tôi chỉ biết tìm thôi. Wow. Nào nào, bây giờ anh em chuyển nó lên trên đây đi. Lưng nó lên đây đi. Kì kìa, cho lên chỗ cái sáng sáng kìa. Lưng lên. Wow. Rồi nào. Tôi cho đâu được cái. Lên nào, lên bên kia bên sáng kìa. Wow. Ủa to thế, ui ôi nó nặng quá, bây giờ kiểm xe đây. Dã man luôn anh em ạ. Cái xe trong này rồi. Ôi nặng quá. Oh my god. Oh my god. Ủa ôi, để đây nào, để đây nào. Để đây nào anh em ơi. Bây giờ phải kiếm cái gì để cho nó chở mẹ không? Oh my god. Wow. Dã man con này luôn. Dã man con ngan luôn. Oh my god. Ui nhảy. Khủng lồ luôn à. Ui. Wow. Oh my god. Ui trời mẹ ơi, sao to này. Wow. Ui, oh my god. Cuộn đồ đẻ luôn. Oh my god. Tỏa thế. Tỏa thế. Tuyệt vời. Ui. Ui. Con này anh em để cho tôi khiêng về để con này để tôi bán đi để tôi kiếm tiền. Okay, tôi lấy lại cái xe. Thế tôi đi về thì ông nhá. Ui, ông cũng vác về đó. Đúng rồi, chị ơi về đó. Hai anh em vác về trên nhau. Luôn. Wow. Đúng nhá. Ok. Rồi, được rồi. Ok. Wow. Ok, bỏ rồi. Ông kia ông bỏ rồi, ông kia ông bỏ rồi. Bây giờ là hai anh em mình vác con này là hai anh em mình chiếm cả. Ôi nặng quá. Ôi. Ôi. Ôi ơi nặng quá. Ôi. Đi về thôi, về thôi. Về thôi. Ôi. Đi đi.